mà thế quân y dạ cửu bị nổ chết, linh hồn của nàng xuyên việt đến đại vũ triều, lúc tới vượt qua nguyên thân phu quân bị lưu đầy hoang vu nam hoang. Một đường này không ăn uống còn phải mang theo một nhà già trẻ cùng trúng độc gân tay chân tướng quân phu quân bị phế đi. Giả dạ cửu dựa vào không gian kim loan thần kỳ trên con đường lưu đầy, mang theo con trai ở trên đường lưu đầy không ngừng thu hoạch. Cửu vĩ hồ tới tay, thần điểu là hỏa phượng. Thần thú bạch hổ gào khóc cắn váy nàng không rời miệng. Vẫn khiến nghịch thiên này, chật chật. Chương một Xuyên qua tới liền xét nhà, cái này khiến nàng như thế nào chịu được? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Xét nhà chép cái gì? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 ba. Bay tới một cái chày cán bột. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Thỏ rừng chạy trong sọt, đêm chính hóa thân cá chết. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Người bịt mặt là ai? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Mùi cá khắp cây rừng, tôm làm thành yêu nhất. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Trên vách đá kinh tâm một khắc, đêm không ương phượng vũ cửu thiên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Lưu vong trên đường nhặt được một cái Mỹ Nam, cố tướng quân giấm ấm lật úp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 9 Hoang thôn nướng thịt dê vội vàng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 10 Chu cách phiên phiên giai công tử Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét